Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một video review về mặt nạ. Và mặt nạ trong video ngày hôm nay mình review đến từ hãng Cariofi. Đây là một chiếc mặt nạ mới toanh vừa mới ra mắt của hãng Cariofi luôn mọi người ơi. Trong cái hộp này có 10 miếng tất cả, thế nhưng mà mình đã dùng hết 7 miếng rồi mọi người ạ. Mình dùng từ khi mà mình đi du lịch Phú Quốc ấy, và mình có quay lại cái video skincare trong lúc mà mình đi du lịch, mình test thử cái mặt nạ này ấy. Mình đã dùng thử 7 miếng mặt nạ này trong vòng hơn nửa tháng vừa qua, và ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống ở đây và review chính xác chuẩn chỉ nhất đối với cái mặt nạ của nhà Cariofi này. Nào bây giờ mình sẽ bóc chiếc mặt nạ ra nhá. Đó. Đây là lần thứ 8 khi mà mình sử dụng chiếc mặt nạ này rồi. Cái chất liệu của mặt nạ này ấy, tí nữa mình sẽ review kỹ hơn. Thế nhưng mà khi lấy mặt nạ ra ấy, thì mọi người lưu ý là chúng ta phải lấy nhẹ nhàng nhá. Bởi vì là cái chiếc mặt nạ này ấy, nó làm bằng chất liệu Tencel. Nó sẽ có lỗ ở trên cái mặt nạ ấy, cho nên là khi mà lấy cái mặt nạ ra thì mọi người phải thật là nhẹ nhàng nhá. Trước khi đắp mặt nạ ấy, thì bây giờ mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy là trên mặt của mình hiện nay đang không có bất cứ cái gì cả. Là mình sẽ xịt toner ra bông tẩy trang và mình sẽ lau mặt cho mọi người xem, không mọi người lại nghĩ là trên mặt mình có phấn hay là cái gì đó ấy. Đây, trên miếng bông tẩy trang thì nó trắng tinh như thế này nhá, không có bất cứ gì mọi người nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ đắp mặt nạ lên cho mọi người xem. Cái mặt nạ này thì là cái mặt nạ có chiết xuất từ rau má và rau sam mọi người ơi. Khi nhận cái mặt nạ này về mình rất là háo hức luôn. Nói chung là mình rất thích những cái mặt nạ nào mà nó có chiết xuất từ thiên nhiên ấy. Nó hỗ trợ giúp cái quá trình phục hồi da và điều trị mụn ở trên da. Vì mình là một cái làn da khô, nhạy cảm và cũng dễ bị nổi mụn ở trên da. Cho nên là mình rất là hào hứng khi thử sử dụng những cái sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên như thế này. Cảm nhận đầu tiên khi đắp ở trên da ấy, thì cái tinh chất ở trong cái sản phẩm này nó không quá đặc. Và khi đắp ở trên da ấy, thì mình thấy nó khá là mát da. Khi mà đắp cái mặt nạ này ấy, thì đầu tiên là mình thấy nó bám rất sát vào những cái phần khó đắp như là hốc mắt và khóe mũi của mình. Tiếp theo đó mình thấy cái miệng của nó này khoét rất là vừa phải luôn. Nó không quá nhỏ ấy. Và cái phần mắt này này nó cũng khoét rất là hợp lý luôn. Và bây giờ mình sẽ đi nằm nhá. Sau đấy thì mình sẽ quay lại review về thành phần cũng như là công dụng thực sự của cái sản phẩm này. Sau khi mình đắp khoảng tầm 8 miếng thì mình cảm nhận được cái mặt nạ này chính xác nó sẽ như thế nào. A few moments later. Sau khoảng tầm 20 phút đắp, mọi người sẽ thấy là cái mặt nạ này nó khô đi khá là nhanh. Nói chung là bởi vì mình đang ở trong phòng điều hòa và cái không khí trong phòng điều hòa thì nó khá là khô ấy. Cho nên là mọi người sẽ thấy là những cái phần này này nó đã khô đi khá rồi. Bây giờ mình sẽ lột mặt nạ ra nhá. Bởi vì trên bao bì sản phẩm ấy nó cũng hướng dẫn là chỉ trong vòng tầm từ 10 đến 20 phút thôi. Khi mà đắp xong á thì mình thấy rằng cái tinh chất này ấy nó không quá nhờn dính ở trên da mọi người ạ. Và nó thấm vào da rất là tốt. Khi đắp xong ấy thì mình thấy nó mát mát. Mình nghĩ là cái mặt nạ này đối với cái chất sau khi đắp như thế này thì sẽ không cần rửa lại nước. Bạn nào thích rửa mặt thì cũng được, nhưng mà về cá nhân mình sau khi mình đắp 8 miếng ấy thì mình toàn để mặt như thế này, mình thấy nó không hề nhờn dít gì luôn ấy. Đây cũng là một cái ưu điểm của cái mặt nạ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần review chi tiết của cái mặt nạ này xem sao nhá. Cái mặt nạ này thì mình thấy ở trên cái bao bì sản phẩm ấy thì nó nhấn mạnh là cái thành phần chính ở trong cái mặt nạ này nó có hai cái chiết xuất từ thiên nhiên. Thứ nhất đó chính là chiết xuất từ rau má, và bên cạnh đó thì có chiết xuất từ rau sam. Đối với cá nhân mình nhá thì mình nghĩ là cái chiết xuất từ rau sam nó khá là mới mẻ. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bảng thành phần nhá. Bởi vì là cái bảng thành phần thì nó không hề biết nói dối đâu. Nếu như muốn biết về công dụng chính xác của sản phẩm ấy thì cái đầu tiên là chúng ta nên nhìn vào thành phần. Tiếp theo đó là chúng ta chắc chắn phải thử sử dụng sản phẩm thì chúng ta mới có thể nhận xét được một cách khách quan. Ở đầu bảng thành phần ấy thì mình thấy có hai thành phần giữ ẩm cho da như là dipropylene glycol này và glycerin đã quá quen thuộc rồi. Bên cạnh đó nhá, đứng thứ tư của bảng thành phần cũng là cái thành phần chính trong cái sản phẩm này sẽ có chiết xuất Centella asiatica, tức là chiết xuất từ rau má. Chiết xuất từ rau má thì có rất nhiều công dụng khác nhau. Thế nhưng nếu như để gói gọn lại về công dụng của rau má thì nó sẽ có những công dụng sau. Thứ nhất là nó phục hồi da rất là tốt. Thứ hai, nó nhẹ dịu ở trên da và phù hợp đối với da nhạy cảm. Thứ ba nữa, nó có khả năng làm lành vết thương tốt. Và thứ tư, đó chính là có khả năng dưỡng ẩm và chống oxy hóa ở trên da. Mình đã từng sử dụng rất nhiều những sản phẩm mỹ phẩm có chiết xuất từ rau má. Nó đều có một cái công dụng chung, đó chính là hồi phục da rất là tốt. Và bên cạnh đó dưỡng ẩm cho da và hỗ trợ cái quá trình điều trị mụn. Khi mà nói về cái khái niệm là hỗ trợ cái quá trình điều trị mụn thì mọi người sẽ thấy hơi chung chung. Thế nhưng khi sử dụng những cái sản phẩm có chiết xuất từ rau má, mọi người sẽ thấy là cái tốc độ hồi phục ở trên làn da của mọi người rất là nhanh.
Cho nên ấy, đối với những bạn nào đang có cái làn da mụn ấy, thì nếu như các bạn sử dụng những cái sản phẩm có chiết xuất từ rau má, nó sẽ làm cho cái hàng rào bảo vệ ở trên da của các bạn được củng cố hơn. Bên cạnh đó sẽ làm cho cái làn da của các bạn khỏe hơn theo từng ngày nhá. Cho nên đây là một ngôi sao sáng đối với những bạn nào đang có cái làn da nhạy cảm, và nhất là đối với những bạn nào đang có làn da bị mụn, muốn phục hồi da và hỗ trợ trong quá trình điều trị mụn, thì mình luôn khuyên các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm mỹ phẩm mà có chiết xuất từ rau má. Tiếp theo trong bảng thành phần thì mình sẽ thấy có chiết xuất từ rau sam đứng ở vị trí thứ 5, vị trí khá là cao. Để nói về một cái mặt nạ mà tên của cái mặt nạ này nó là mặt nạ chiết xuất từ rau má và rau sam, thì chắc chắn là chiết xuất từ rau má và rau sam nó phải đứng ở vị trí cao ở trong bảng thành phần. Chiết xuất từ rau sam ấy thì khá là mới mẻ, nó có công dụng là tương tự như là chiết xuất từ rau má, thế nhưng bên cạnh đó thì chiết xuất từ rau sam nó còn có thêm một công dụng nữa, đó chính là hỗ trợ giúp chống oxy hóa trên làn da và ngăn ngừa lão hóa da. Tiếp theo của bảng thành phần mọi người sẽ thấy là có 4 chất có chiết xuất từ tinh chất rau má, lấy ví dụ như là acetylcysteine này, medacaxic acid này, acetic acid, madecaxosine. Đối với cái bảng thành phần mà tất cả những cái thành phần đầu tiên của cái sản phẩm này mình thấy hầu hết nó đều chiết xuất từ thiên nhiên, là chiết xuất từ rau má và rau sam như thế này, thì nó hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình chúng ta phục hồi cái làn da và cấp ẩm cho cái làn da. Bên cạnh đó nhá, có một cái ngôi sao sáng ở trong cái bảng thành phần này, thực sự là mình rất là thích luôn. Cái thành phần này có tên gọi là beta glucan, mà mình đã nói rất là nhiều trong các sản phẩm dưỡng da rồi. Thì beta glucan ấy có khả năng giữ nước và cấp ẩm ở trên da tốt hơn hyaluronic acid là 20%. Và beta glucan ấy thì hỗ trợ giúp cho cái làn da của mọi người được bảo vệ dưới tia UV, bên cạnh đó là giảm thiểu cái tình trạng kích ứng ở trên da. Cho nên ấy, cái thành phần beta glucan này thường ấy rất phù hợp đối với những làn da nhạy cảm nhá. Trong cái sản phẩm này ấy, thì nó có betan salicylate nha mọi người. Cái hoạt chất betan salicylate này nó hoạt động ở trên da gần tương tự giống như là cái salicylic acid và cái BHA ấy mọi người. Thế nhưng mà nó lành tính hơn và ít kích ứng hơn ở trên da. Cho nên ấy, mọi người lưu ý là khi sử dụng cái mặt nạ này, nó không chỉ có công dụng đơn thuần đó chính là phục hồi cái làn da của mọi người, mà chắc chắn là khi sử dụng cái mặt nạ này nó sẽ giúp mọi người hỗ trợ điều trị mụn rất là tốt luôn nha. Hầu hết những cái thành phần ở trong cái sản phẩm này đều có độ an toàn khá là cao, cho nên mình nghĩ rằng ấy, cái mặt nạ này sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào có làn da nhạy cảm. Theo như cá nhân mình ấy, thì mình nghĩ rằng cái bảng thành phần của sản phẩm này nó rất là đẹp, vì thứ nhất ấy, là nó không có cồn này, thứ hai nó không có hương liệu. Trong cái sản phẩm này ấy, thì sự thực nó không hề có cái mùi gì luôn ấy mọi người. Theo như mình thấy thì nó chỉ có một cái gốc cồn béo thôi, cho nên là khi đắp ở trên da thì mình không hề thấy nó có cái tình trạng là cái da mặt của mình nó bị kích ứng. Và bên cạnh đó là sau khi đắp cái sản phẩm này ở trên da ấy, thì mình cảm thấy nó rất là mát và ẩm da, cái kiểu mà da của mình được cấp nước đủ ấy, nó không hề có cảm giác dính dít gì ở trên da. Chắc hẳn là bây giờ mọi người đang rất là quan tâm xem là cái cảm nhận của mình bây giờ là mình có thích cái mặt nạ này hay không. Về cơ bản ấy thì mình thích cái mặt nạ này bởi vì nó có cái công dụng hồi phục, làm mát da và cấp ẩm ở trên da rất là tốt. Và bên cạnh đó nhá, khi mà mình sử dụng cái mặt nạ này liên tục trong vòng 8 lần ấy, cứ cách khoảng tầm 2-3 ngày mình sử dụng một miếng ấy, thì mình thấy cái tình trạng da của mình, cái nền da nó được ổn định hơn rất là nhiều, và những cái nốt mụn ở trên da ấy nó không bị sưng đỏ, nó không bị sưng tấy lên, và sau mỗi lần đắp những cái nốt mụn ở trên da của mình nó dịu xuống rất là tốt. Sau 8 lần trải nghiệm cái mặt nạ này ấy, thì nó cũng có những ưu điểm và nó cũng có những cái mặt hạn chế. Cái ưu điểm như mình đã liệt kê là khi mà sử dụng cái mặt nạ này ở trên da mình thấy nó thoáng da bởi vì nó có những cái lỗ thoát khí mọi người. Bên cạnh đó khi đắp cái mặt nạ này mình cũng thấy nó thấm vào da tốt hơn. Thế nhưng nó cũng sẽ có những cái mặt hạn chế nhá, là vì cái sợi tencel này có cái độ giãn khá là cao. Cho nên là khi mà bóc cái mặt nạ ra để sử dụng ấy thì mọi người nên lấy cái mặt nạ ra nhẹ nhàng, và sau đó khi apply cái mặt nạ này ở trên da thì mình nghĩ là mọi người nên kéo cái mặt nạ này ra nhẹ nhàng, tránh cái việc là cái sợi tencel này nó có độ giãn khá là cao, nó làm cho cái mặt nạ của chúng ta bị giãn ra ấy mọi người, nó bị giãn chứ nó không phải bị rách nha mọi người. Nhưng bên cạnh đó vì cái mặt nạ này nó có những cái lỗ như thế này ấy, cho nên là nó cũng có cái mặt hạn chế, đó chính là cái mặt nạ này nó khô đi khá là nhanh. Sau khoảng tầm 20 phút đắp ấy thì mọi người sẽ thấy là những cái khu vực ở trên mũi này và ở trên miệng của mình ấy, cái mặt nạ nó đã khô đi rồi. Mình nghĩ rằng cái khoảng thời gian tối ưu nhất để mọi người sử dụng là dưới 20 phút nha mọi người. Và với cái bảng thành phần đẹp như thế này thì đây chắc chắn là một cái sản phẩm mà mình sẽ recommend cho mọi người. Cái mặt nạ này hiện nay nó đã được giảm giá là từ 500.000 xuống còn 380.000 một hộp 10 miếng. Thì đối với cá nhân mình, nếu như cái mặt nạ này có giá là 50.000 một miếng ấy thì mình nghĩ là nó khá đắt, nhưng nếu như đối với giá giảm là 38.000 một miếng thì mình thấy nó khá là hợp lý. Cho nên là nếu như mọi người muốn dùng thử cái mặt nạ này có thể tham khảo cái đường link mình đặt ở ngay bên dưới phần mô tả video, và nhớ là săn sale khi mà cái mặt nạ này được giảm còn 380.000 một hộp 10 miếng nhá.
Ok, vậy là mình đã review xong về cái sản phẩm mặt nạ của nhà Cariofi. Đối với cái mặt nạ này thì thực sự là mình khá là thích cái mặt nạ này luôn, cho nên là mình đã deal trực tiếp với hãng để có 5 phần quà giveaway dành tặng cho mọi người. Mỗi phần quà là một hộp mặt nạ Cariofi có chiết xuất từ rau má và rau sam, và mỗi hộp như vậy thì có lên đến là 10 miếng trị giá 500.000 đồng nha mọi người. Thề lệ tham dự giveaway lần này như thế nào như thường lệ thì mình sẽ đặt ngay bên dưới phần mô tả của video, và mọi người nhớ xem phần mô tả để tham gia giveaway nhé. Và bên cạnh đó thì mọi người đừng quên là follow fanpage Võ Hà Linh của mình, bởi vì tất cả những kết quả giveaway thì mình đều công bố ở trên fanpage Võ Hà Linh nha. Và nếu như mọi người muốn xem những review chân thật nhất về sản phẩm không có quảng cáo, không có PR thì đừng quên tham gia vào group của mình, hiện nay đã có lên đến là hơn 60.000 thành viên. Group có tên gọi là Review Chân Thật và Beauty Tip. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mình sẽ trở lại trong rất rất nhiều những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye.